Thì mình cũng không có quan trọng. Rồi, chị mới cho bây giờ. Rồi, chú ơi, chú ơi. Hello, hai bạn ở lớp các cô chú ô tô hôm qua đều lên con nhá. Rồi, cứ mặc đẹp đã, chưa chào, mặc đẹp đã. Mặc đẹp, tươi lên, bước đi. Ờ, bắt đầu 2, 2, 3, mấy tay chào ai. Rồi, chào mấy quay ai, con cứ đi đi ạ. Rồi, chào bác hậu nào, mặc xinh. Rồi, một dàn toán chân dài, ôi. Rồi, quá xinh luôn. Rồi. Cứ đi nhá, cứ bước đi cô ơi. Rồi. Mái ngói đỏ tươi, sông vẫn còn đó, xà cừ xanh đang tỏa bóng mát, vẫy gọi những nụ cười ánh mắt thân thương. Xà cừ xanh ơi, ta đã về đây. Là ngôi trường không lập, có bề dày lịch sử lâu đời nhất tỉnh Quảng Ninh. Trong suốt 68 năm xây dựng và phát triển đến nay, trường đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu, huân chương, bằng khen, cờ thi đua của nhà nước, 4 huân chương lao động, 2 huân chương độc lập và danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Một nhà giáo được tặng huân chương lao động hạng 3, 4 nhà giáo được phong tặng nhà giáo ưu tú, là trường đầu tiên của tỉnh có học sinh giải nghệ bảy nhì quốc tế môn hóa, có học sinh được công nhận là đại tướng tứ cờ vua môn bắn súng, nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh, của quốc gia, quốc tế. Các thế hệ thầy cô với lòng nhiệt huyết tất cả vì sự nghiệp chồng người đã góp phần đào tạo và chất cánh cho hơn 40.000 học sinh ra trường, mang tài đức và kiến thức quả tim hương hoa, xây dựng và bảo vệ quê hương. Trong số họ có người đã giữ được vị trí quốc cán trong các ban ngành từ trung ương đến địa phương, có người là sĩ quan quân đội, là kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, nghệ sĩ, có nhiều ngành nghề trưởng thành từ mái trường này, và chính họ đã làm rạng danh truyền thống nhà trường. Trồng trong năm khai giảng đầu tiên 1956, trải qua gần 7 thập kỷ thiên tai địch họa, chiến tranh tàn phá, cặp đôi cổ thụ vẫn đứng vững xanh tươi, tỏa bóng mát trong trường hạnh phúc của chúng ta. Nửa thế kỷ đã trôi qua, lớp học trò tốt nghiệp khóa học 1971-1974 về đây, bạn bè mừng vui rạng rỡ, người còn người đã mãi đi xa.
niềm thiên sư đã nhớ. Nhưng mỗi ngày một khuôn mặt, nụ cười học trò, tuổi xuân ngày đó, cùng xa cười xanh bất tử, vẫn mãi nghe ca. Mái trường đây cùng thầy cô và bạn bà tôi, 50 năm nữa tôi lại tiếp tục chơi, dù nắng dù gió dù có buồn vui, tất cả cũng còn đó những tượng đài nghìn năm bất tử. Nhớ mái trường trung học phổ thông Cẩm Phả, ngôi trường hạnh phúc đầy ắp trí tuệ và tình người. Tạm biệt nhé mái trường thân yêu ơi. Bạn ơi, bắt đầu nhé. Nào, vào đi Bình ơi. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng, thoáng bóng áo dài bay trên đường phố, như thấy tâm hồn quên không ở đó, thật tự hào và duyên dáng. Ôi đẹp biết bao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trưng mình tâm hồn người Việt. Ta áo dài bất tử theo khẩu lệnh thử mãi trường tồn của dân tộc Việt Nam. Chị em đẹp lắm ai ơi, cười thật xinh đẹp tuyệt vời. Nữ khóa 12 nhà chúng ta được đấy. Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm hội ngộ và tri ân của tập thể cựu học sinh khóa 12 năm 1971-1974 xin được bắt đầu. Ai trong chúng ta cũng đã ngồi trên ghế nhà trường được sự dạy dỗ chỉ bảo yêu thương của thầy cô. Không thầy, đố mày nằm lên. Để nói nên công lao to lớn của người thầy, hôm nay các cựu học sinh khóa 12 bồi hồi trở lại trường xưa, thầy cũ với tâm lòng biết ơn sâu sắc. Đó là truyền thống tôn sư trọng đạo, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Và các khúc Bụi Phấn, sáng tác của Vũ Hoàng do tốt nữ khóa 12 mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, đề nghị dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ. Xin mời tốt nữ.
Xin cảm ơn tôn nữ. Vẫn là tình cảm, lời tri ân sâu sắc với thầy cô, hội ngộ cùng bạn bè bao nhiêu năm rồi, ta trở về đây thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy. Ôi thầy cô và bạn bè thuở ấy, xin một lần tay lại nắm chặt tay. Tình cảm ấy được thể hiện qua tiết mục múa của tập thể nữ lớp 10A thăm lại trường xưa, nhạc Khánh Vân. Xin mời tất cả cùng thưởng thức. Thank you.
mai xa rồi con tim vẫn gọi mái trường xưa ơi in dấu suốt một đời. Xin cảm ơn tiết mục rất đặc sắc của nữ đốt 10 a. Có độ nghề bụi phấn bám đầy tay, người ta bảo đó là nghề sạch nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, mang lại cho đời trái ngọt hoa tươi. Nghề đó những con người đã nhen nhóm, đã gieo vào tâm hồn chúng ta biết bao nhiêu hoài bão, ước mơ và lý tưởng. Đó là những thầy cô, là những người giáo viên nhân dân. Tiếp theo đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân được thể hiện qua giọng hát của bạn Đỗ Thị Thành, cựu nữ sinh lớp 10C. Xin mời bà Thành.
Xin cảm ơn phần trình diễn của bạn Đỗ Thị Thành. Và bây giờ chúng ta cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức một tiết mục rất đặc sắc do cựu nữ sinh lớp 10B Ngọc Oanh trình bày bài Chèo Lời Chúc Của Mùa Xuân theo điệu Đào Liễu. Xin mời Ngọc Oanh. Trường xưa
cảnh hoa phượng và những cảm xúc rung động đầu đời. Và bây giờ tôi cùng với các bạn trở về tuổi học trò có một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Vũ Hoàng dựa trên lời thơ Chút Thơ Tình của nhà thơ Đỗ Trung Quân, bài hát mang tên Phượng Hồng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe này và tất cả. Thank you.
Kính thưa quý thầy cô, kính thưa các bạn, thưa các bạn, hôm nay con đường đến trường thanh thang, tươi đẹp, đầy tiếng cười và hạnh phúc, có những ngôi trường khang trang, nhưng chúng ta không thể quên được những ngày cắp sách tới trường, biết bao gian khó, trèo đèo lội suối dưới sự gầm rít oanh tạc của máy bay giặc Mỹ. Con đường đến trường ngoằn ngoèo trên sườn núi Đồi Châu, suối khe rừng lép Mỹ, nhưng chúng ta không hề nao núng run sợ, vẫn kiên cường cùng nhau đến trường và đảm bảo giờ lên lớp. Và sau đây xin mời tất cả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, bài hát Con đường đến trường do tốc ca nam nữ cựu học sinh lớp 10B trình bày. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ. We'll be right back.
trình là một ca khúc rất sôi nổi, vui tươi, tràn trề sức sống của bài hát Cung Đàn Mùa Xuân, sáng tác của Cao Việt Bách. Người trình bày bạn Trần Hùng, năm cựu năm sinh lớp 10C. Xin mời bạn Trần Hùng. Trên đường chúng ta đi do Tam Ca, Trần Hùng, Nguyễn Quảng và Trịnh Bình trình bày. Xin mời.
Xin cảm ơn. Xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng lên sân khấu để cùng nhau hát bài Tình Ca Thợ Mỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân và cũng là kết thúc chương trình văn nghệ hôm nay. Xin mời các bạn. Xin kính mời tất cả các bạn. Các bạn lên đây. Mời kính mời thầy Thắng. Xin nhạc ơi, cả nam cả nữ. Trường Phổ thông Trung học Cẩm Phả, được sự cho phép của nhà trường, tập thể cựu học sinh khóa 12 năm 1971-1974 trường phổ thông cấp 3 Cẩm Phả từ khắp mọi miền Tổ quốc tề tiều đông đủ về đây trên mảnh đất quê hương thành phố Cẩm Phả Mỏ thân thương, nơi có ngôi trường Phổ thông Trung học Cẩm Phả yêu dấu, nơi hơn 50 năm trước đây đã trở thành khởi điểm cho một tình thầy trò, một tình bạn hữu sâu sắc vững bền, cùng nhau long trọng tổ chức hội khóa kỷ niệm 50 năm hội ngộ và chiên. Đến dự và chung vui với chúng ta hôm nay, thay mặt ban liên lạc cựu học sinh khóa 12, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng thầy Trần Mạnh Thắng, hiệu trưởng trường phổ thông trung học Cẩm Phả. Chúng tôi có mời thầy Nguyễn Phi Hùng và cô Mai Thị Hòa là phó hiệu trưởng, nhưng các thầy cô có việc bận cho nên không thể đến dự với khóa chúng ta được. Các thầy cô đều có gửi lời đến chúc mừng hội khóa của chúng ta. Chúng ta vô cùng xúc động được đón thầy Nguyễn Xuân Khai và cô nguyên là thầy chủ nhiệm lớp 10A và dạy các khóa trong khóa 12, các lớp trong khóa 12, mặc dù ở xa
tuổi cao sức yếu nhưng với tình cảm sâu nặng dành cho học trò, thầy đã có mặt trong ngày vui của chúng ta hôm nay. Chúng ta nồng nhiệt chào đón gần 100 cựu học sinh khóa 12, những người quyết định làm nên thành công của ngày hội khóa hôm nay. Đặc biệt xin trân trọng chào đón những người bạn đang làm việc, sinh sống xa quê, với tình cảm và tinh thần trách nhiệm của một thành viên khóa 12 đã vượt chặng đường xa hàng ngàn cây số về tham dự ngày vui trọng đại này. Trong niềm vui hân hoan của ngày hội hồ, chúng ta cũng không quên chia sẻ niềm vui với tất cả các bạn đang sinh sống ở trên mọi miền tổ quốc, cũng như các bạn còn định cư đang ở định cư ở nước ngoài. Có những người vì điều kiện xa xôi hoặc vì lý do khác nhau mà không thể về tham dự ngày vui này. Chúng ta tin chắc rằng giờ phút này dù ở đâu, các bạn cũng đang hướng tấm lòng về quê hương đất mỏ, về mái trường xưa yêu dấu, để cùng chúng ta cảm nhận và tôn vinh tình bạn, tình cảm thầy trò hôm nay. Kính thưa quý thầy cô, thưa toàn thể các bạn, trong giờ phút đặc biệt này, chúng ta xin tưởng nhớ sâu sắc đến các thầy, các cô, các bạn đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, những người mãi mãi đi xa về cõi vĩnh hằng, không có mặt trong buổi hội ngộ hôm nay. Xin mời tất cả chúng ta cùng đứng dậy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin mời các quý thầy và các bạn an tọa. Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn thân mến, hơn 10 năm trước đây, chúng ta là những cậu bé, cô bé vừa tốt nghiệp cấp 2, độ chừng 15-16 tuổi, háo hức vừa bỡ ngỡ bước chân vào trường cấp 3 Cẩm Phả, khai giảng năm học đầu cấp 3 vào năm 1971. Chúng ta đã trở thành những học sinh của khóa 12 với 7 lớp 8 từ 8A đến 8H, để rồi được các thầy cô trang bị những kiến thức như là một hành trang bước vào đời. Khóa 12 của chúng ta là một khóa đặc biệt vì ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Từ 7 lớp 8 sau một năm chỉ còn 5 lớp 9 và cuối cùng thì chỉ còn đủ sĩ số cho 3 lớp 10. Là do nhiều bạn của chúng ta đang học đã tạm xếp sách vở, xung phong lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Chiến tranh ác liệt, nhiều bạn phải theo gia đình sơ tán, hoàn cảnh khó khăn phải thôi học và đi làm. Nhất là vào năm 1972 sang năm 1973, sắp ký hiệp định Paris dập phá Mỹ điên cuồng đánh phá, hủy diệt thị xã Hòn Gai và đánh phá các cơ sở công nghiệp ở thị xã Cẩm Phả. Thầy trò trường cấp 3 Cẩm Phả phải rời ngôi trường, sơ tán trong rừng Lép Mỹ, biết bao gian nan, vất vả, khó khăn, nguy hiểm. Nhưng không có gì ngăn cản được tình thầy trò yêu thương đùm bọc, vượt lên khó khăn để hoàn tốt nhiệm vụ dạy và học. Sau hiệp định Paris đầu năm 1973, chiến tranh kết thúc ở miền Bắc, chúng ta lại trở về tu sửa lại ngôi trường và bước vào học tập bình thường. Nói chúng ta là một khóa đặc biệt vì từ lớp 8 đến lớp 9, thậm chí đến lớp 10, nhiều bạn đã xung phong ra trường sớm để tham gia chiến đấu đến chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Có nhiều bạn vì lý do khách quan khác nhau đã không thể cùng chúng ta đi đến hết phổ thông cấp 3, nhưng cũng có một số bạn bè đã cùng nhau kết tóc xe duyên trăm năm nghĩa vợ chồng, để rồi hôm nay chúng ta gặp lại nhau đây sau bao năm xa cách, cùng ôn lại những kỷ niệm ngày xưa thân ái. Chúng ta xin cảm ơn sâu sắc tới mái trường cấp 3 Cẩm Phả, nơi nuôi dưỡng ấp ủ bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta, nơi sinh cho chúng ta những ước mơ hoài bão nghị lực để bước vào đời. Chúng em xin tri ân các thầy, cô giáo, dẫu trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn về mặt vật chất, nhưng thầy cô đã vượt lên tất cả. Ngoài việc đem hết nhiệt huyết truyền thụ cho chúng em đầy đủ kiến thức, mà còn tiếp thêm cho chúng em sức mạnh về ý chí, về nghị lực, về lẽ sống. Chúng ta nhớ lại những người bạn với những con đường đến trường xa xôi, trèo đèo lội suối, mưa rừng dưới những trận gầm thép oanh tạc của máy bay Mỹ, hàng ngày đi bộ vượt hàng chục cây số để đến trường. Chính điều này đã gợi lên cho chúng ta những tấm gương kiên cường, chịu thương, chịu khó, yêu thương, đoàn kết. Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn, 50 năm là một chặng đường tuy chưa dở phải là dài đối với một dân tộc, song đối với chúng ta là cả một cuộc đời. Thời gian đã làm cho chúng ta lên chức ông, chức bà, hoàn cảnh môi trường làm việc và sinh sống đã khiến chúng ta mỗi người một nơi, có bạn định cư ở nước ngoài, trong Nam ngoài Bắc, có bạn may mắn được sinh sống và làm việc tại quê nhà. Với ý chí vươn lên, sự cố gắng phấn đấu của mỗi bản thân cộng với yếu tố thiên thời, địa lợi, chúng ta vui mừng vì có những bạn đã trở về trường làm giáo viên giảng dạy, rồi các thế hệ con em cũng nối tiếp trở thành cán bộ, nhân viên, giáo viên hiện đang công tác tại trường. Nhiều bạn đã nỗ lực rèn luyện phấn đấu khẳng định bản thân, được đảm nhận các chức vụ quan trọng trong các tập đoàn, các doanh nghiệp và các cơ quan, chính quyền, đoàn thể. Có những bạn còn đang đối mặt với bao khó khăn hàng ngày, nhưng dù con đường nào, dù trong hoàn cảnh nào, các bạn vẫn vững vàng trong cuộc sống. Sự hiện diện của các bạn hôm nay một lần nữa minh chứng cho tình bạn bền vững của cựu học sinh khóa 12 chúng ta. Với tinh thần khóa 12, 1971-74, trường cấp 3 Cẩm Phả, thay mặt ban liên lạc, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc hội khóa kỷ niệm 50 năm hội ngộ và tri ân. Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Chúng ta chúc các bạn và gia đình trong khóa luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi hội khóa của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời bạn Hoàng Quốc Bình, đại diện cho ban liên lạc, đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm hội khóa. Xin mời bạn Hoàng Quốc Bình. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các bạn, hôm nay chúng ta những cựu học sinh của khóa 12 liên học 71-74 của trường cấp 3 Cẩm Phả tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày ra trường. Buổi lễ được tổ chức dưới sân trường hoa nắng của ngôi trường khang trang vừa được xây dựng lại. Vẫn còn đó hai cây xà cừ cổ thụ chứng nhận lịch sử khắc ghi những kỷ niệm một quãng đời của chúng ta. Chặng đường 50 năm trôi qua, chúng ta cũng đã có một đôi lần gặp mặt, nhưng có lẽ cuộc gặp mặt lần này được tổ chức quy mô và hoành tráng nhất. Tuy vậy, vì những lý do khách quan, vẫn còn nhiều thầy cô giáo và các bạn cùng trang lứa vắng mặt trong buổi lễ đầy kỷ niệm này. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn, thời gian 50 năm có thể là rất ngắn so với lịch sử của một dân tộc, một đất nước. Nhưng một nửa thế kỷ đã trôi qua, có thể nói là đủ dài so với trải nghiệm của cuộc đời mỗi con người. Năm mươi năm trôi qua, những kỷ niệm vẫn còn treo lơ lửng, đóng sẹo và khắc khoải trong lòng chúng ta. Những cái tên ghét, tên lấy thật tinh nghịch nhưng cũng rất đỗi thân thương. Vẫn còn đấy những cái tên Bính Nhánh, Hùng Tiểu Đồng, Học Cá Măng, Bình Khiển, Lan Xu Hào, Lớp A, Bình Ngốc, Bình Tỏi, Minh Thịt, Hùng Vuông, Hụt Hiền Ngũ Cơm, Cường Chí, Cường Trúc, Hoàng Nhất Sĩ Kỳ, Ba Phú, Minh Phiếu, Liên Bạch, Lớp B, Hùng Hạ Sĩ, Hoan Các Lốt, Bình Cao Lô, Thân Mú, Ổn Tây, Hòa Nghêu, Sơn Néo, Quý Bổ, Mùi Nhè, Hòa Diêu,
Hoàng Duy là sự tốt chi trẻ lớp C, cuộc sống và sự thăng tiến của xã hội đưa tất cả các bạn tiến xa. Những cái tên thân yêu ấy mãi mãi là tài sản của chúng mình. Thời học sinh của chúng ta, đất nước đang trong cuộc chiến tranh khốc liệt, chúng ta sống những ngày thèm một bữa cơm no, một chiếc áo ấm mà chưa cần đẹp. Kỷ niệm lại ùa về những buổi lên rừng, xuống biển, hái sim, chặt cây, ngò cua bắt ốc để cải thiện thêm cho đời sống thiếu thốn của bản thân và gia đình. Những ngọn đèn dầu le lói thâu đêm trong mùa thi cử, quên sao được những lớp học trong rừng lép mỹ, bàn tre, ghế nứa, những buổi mưa rừng xối xả, những ngày nắng chang chang như đổ lửa trên trời, gầm rít tiếng máy bay, vui làm sao một bạn trượt ngã vô ích, tất cả cùng cười lên ngặt nghẽo để quên đi cái vất vả mệt mỏi. Gian khổ đã trôi qua, kỷ niệm lại hằn sâu vào trí nhớ vô giá, ngây ngất như một thứ hương đời. Nữ học sinh của chúng ta thật may mắn khi được cả một thế hệ các thầy cô giáo đang độ chín về nghề nghiệp trực tiếp giảng dạy. Hình ảnh và gương mặt với mái đầu vương bụi phấn trên bụng rẻ như vẫn còn luẩn quất đâu đây. Thầy Tịnh, thầy Biên, thầy Đạt, cô Lương môn toán, đặc biệt thầy Biên với chữ viết bảng tuyệt đẹp, khi dạy vẽ hình sử dụng đến 3 loại màu phấn để học sinh dễ hiểu. Môn vật lý có thầy Sinh, thầy Vân, cô Định. Môn hóa học, thầy Suý, thầy Trường, cô Hải. Môn sinh vật có thầy Trần Hà, thầy Khai, cô Phương. Các thầy Tường, thầy Đương, thầy Vẻ, thầy Oánh, thầy Trung. Môn văn, môn lịch sử có thầy Quát, cô Thúy, đặc biệt là thầy Quát với kiến thức uyên thâm đã mở rộng tầm nhìn cho chúng ta về lịch sử Việt Nam và thế giới. Môn địa lý có thầy Doanh, cô Yến. Môn ngoại ngữ có thầy Hoài, thầy Nam, thầy Hoài Nam, thầy Tuy. Môn thể dục thể thao có thầy Hòa, thầy Tiến. Môn chính trị có thầy Thái, vân vân. Cuộc đời của các thầy các cô như những ngọn nến thắp sáng và xây đắp cho tâm hồn chúng ta, nhưng cũng tự thiêu đốt sức khỏe và tâm hồn mình. Nhân buổi gặp mặt hôm nay, chúng em một lần nữa xin được cảm ơn và mãi mãi không bao giờ quên công ơn dạy dỗ của các thầy các cô. Ngày ấy qua rồi, chúng ta hãy cứ tìm nhau bên những quán vắng ngày xưa ấy, tìm những kỷ niệm trên sân trường hoa nắng ngập đầy hoa phượng, bên gốc cây xà cừ khắc ghi dòng lưu bút, vì ở đó chúng ta tìm lại những giá trị tình người trong quãng đời gian khó, tìm lại cái ngày đạp xe đạp hơn 70 km về tận chiến khu Đông Triều để thi vào đại học, để rồi chia tay mỗi người mỗi ngã mỗi nghề. Một số bạn đi học ngành sư phạm để trở thành những thầy cô giáo, một nhóm đi học nghề để trở thành công nhân, công chức, một nhóm cầm súng lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Để rồi những bạn ấy hôm nay gặp lại nhau, ôn lại những kỷ niệm của một thời để nhớ. Trong cựu học sinh chúng ta ngày ấy, nhiều bạn đã trở thành những kỹ sư, cử nhân, luật sư, bác sĩ, tiến sĩ, những sĩ quan trong các lực lượng, công an, quân đội. Có các bạn giữ nhiều trọng trách trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, kinh tế và quản lý doanh nghiệp. Chúng ta tự hào trong đội ngũ của mình có các nhà báo, đạo diễn Trần Hồng Cẩm, có nhiều tác phẩm đoạt giải trong nước và quốc tế, được nhà nước vinh danh nghệ sĩ nhân dân. Có bác sĩ Vũ Thị Hòa được vinh danh thầy thuốc ưu tú. Có nhà giáo Đinh Thị Bế được vinh danh nhà giáo ưu tú. Và rất nhiều bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng những tấm huân huy chương, bằng khen, giấy khen, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Hôm nay gặp lại nhau đây, hầu hết các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, được Nhà nước cho nghỉ chế độ, đang có một cuộc sống viên mãn, con cái trưởng thành và đã lên chức ông, chức bà. Nhưng chúng ta cũng nghẹn lại trong lòng một số thầy cô và bạn bè không còn nữa, trong đó có cả những liệt sĩ mãi mãi ra đi không trở về, để cùng chúng ta chung vui trong ngày gặp mặt này. Cuộc sống hôm nay đã có nhiều đổi thay, môi trường và điều kiện sống được cải thiện nhiều so với trước đây, nhưng không phải không còn nhiều những khó khăn. Trách nhiệm của chúng ta vẫn phải cùng con, cùng cháu tổ chức và xây dựng cho cuộc sống mỗi gia đình ngày một tốt đẹp hơn. Trong chúng ta, ai thăng tiến, ai đầy đủ, viên mãn, hãy đừng quên bạn bè. Ai chưa thành đạt hoặc không gặp nhiều may mắn trong đường đời, hãy chia sẻ, tìm đến bạn bè trong tập thể chúng ta.
hy vọng rằng trong cuộc gặp mặt hôm nay, với tình cảm sâu sắc của chúng ta sẽ là những ngọn lửa thắp lên trong trái tim mỗi người, sẽ là những thông điệp về tình yêu, tình bạn để cả đời con cháu chúng ta đón nhận và có cơ may hồi tụ. Xin gửi tới tất cả thầy, cô giáo và các vị khách quý, tất cả các bạn và gia đình lời chúc gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, an khang và thành đạt. Hãy luôn nhớ và tìm đến nhau trong trái tim tình bạn. 10A, 10B, 10C mãi mãi nhé. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bạn Hoàng Quốc Quỳnh, đại diện Malena, vừa đọc và thầy diễn văn ôn lại những kỷ niệm xưa. Khi nghe mà mình thấy cảm xúc nó trào dâng, đang nhớ lại những cái ngày nào chúng mình đi hai sim ở trên rừng đẹp quý, quên cả giờ về lớp, rồi là trời sập tối lúc nào cũng chẳng nhớ. Rồi những ngày mà đi gác danh ở trên chân dốc Đồ Châu vân vân, cái thời chiến tranh đó thật là rất là gian khổ, nhưng mà nhắc lại thật là cồn cào cảm xúc. Vâng, thưa quý thầy cô, thưa các bạn, trong những cái ngày này có thể nói là nhà trường là rất bận nhiều công việc, vừa lo toan cho các cháu thi vào lớp 10, vừa lo ôn thi cho các cháu chuẩn bị thi đại học và kết thúc năm học 2023, đồng thời thực hiện các cái nhiệm vụ của nhà trường cũng như là các cái quan hệ khác. Nhưng mặc dù rất bận như vậy, nhưng thầy Thắng, hiệu trưởng nhà trường đã dành thời gian với dự với khóa chúng ta. Đây là một điều vinh dự cho khóa chúng ta và xin kính mời thầy lên phát biểu tâm sự cùng với anh em học viên của khóa 12. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa thầy Nguyễn Xuân Kha, cô Nguyễn Thị Bảy, người thương của thầy. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các anh các chị khóa 12, niên khóa 1971-1974. Thế là em thay mặt các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ nhân viên đang công tác tại trường cho tôi phải nhiệt liệt kính chào thầy Nguyễn Xuân Khai, cô Nguyễn Thị Bảy và các anh các chị, các thầy cô giáo, các anh các chị khóa 12 về gặp mặt hội khóa tại trường Trung học Thông Phạm. Xin kính chúc các thầy cô, các anh chị luôn dồi dào sức khỏe và chúc cho hội khóa chúng ta thành công tốt đẹp. Và thưa các thầy cô, các anh chị cũng xin báo cáo với thầy cô anh chị là lẽ ra hôm nay thì ban giám hiệu và công đoàn nhà trường sẽ tổ chức sẽ gặp mặt với lại các thầy các cô và anh chị đông đủ hơn. Nhưng báo cáo thầy cô anh chị là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và vừa xong thì diễn ra thì đang chấm thi, thì hai thầy cô phó hiệu trưởng là thầy cô Mai Thị Hòa, thầy Nguyễn Phi Hùng thì đang tham gia nhiệm vụ chấm thi, thầy Nguyễn Tô Duẩn chủ tịch công đoàn nhà trường để tham gia công tác thanh tra chấm. Thế thì toàn gần như là cô Vũ Thị Thùy Dung, bí thư đoàn thanh niên thì là giáo viên ngữ văn thì tham gia vào cái công tác chấm, nên là hầu hết các thầy cô cốt cán của nhà trường là hôm nay đều đang nhiệm vụ, nên là cũng không có mặt để chào đón các thầy cô và các anh chị về dự hội khóa tại trường. Và thì hôm nay phải nói là em rất vinh dự và rất cảm động khi được dự cuộc hội khóa hội ngộ và tri ân của các anh các chị nhân dịp 50 năm ra trường. Thì các anh chị là cũng thay mặt nhà trường, em xin báo cáo cái quá trình phát triển nhà trường, những cái thành tích đạt được của nhà trường cũng như là cái phát triển nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Thưa các thầy cô các anh chị là trường Trung học Tư Công Phạm thì tiền thân là trường cấp 23 Cẩm Phả, thì năm 1960 là thành lập có những lớp cấp 3 nhô đầu tiên học tại thị xã Cẩm Phả, thì những trường chúng ta mang tên là trường cấp 23 Cẩm Phả. Đến
đến năm 1968 thì tách khối cấp 2, cấp 3 riêng và mang tên là trường cấp 3 Cẩm Phả, cho đến năm 1983 thì khi có cái điều lệ nhà trường mới thì trường đổi thành trường Trung học Cẩm Phả. Giai đoạn năm 1997-2000, giai đoạn đấy thì gọi là trường chuyên ban Cẩm Phả, thì do cái chương trình học tập, do cái điều lệ của chương trình giáo dục phổ thông. Đấy, thì từ năm 2000 trở về đây thì trường lại mang tên là trường Trung học phổ thông Cẩm Phả. Thì báo cáo anh chị là tính như là theo cái cách tính của lịch sử phát triển nhà trường ấy, thì như khóa chúng ta là K12, như báo cáo anh chị là báo cáo các thầy cô anh chị là em thì là như khóa của em ấy là khóa 1978 1981 là gọi là K19. Đấy, thì tức là mình tính khóa là bắt đầu tính từ năm 1960 khi có bắt đầu gọi là khóa của các lớp cấp 3 ấy. Còn về thành lập trường thì đến gọi là đến năm tới năm 2025 ấy, thì trường sẽ kỷ niệm là năm thứ 70 thành lập trường và 65 năm có cái hệ cấp 3 của chúng ta. Và các anh chị thì nhà trường rất rất mong muốn là cái dịp nhân dịp 70 năm năm thứ 70 thành lập trường ấy, trân trọng được kính mời tới nhà trường, sẽ có cái chương trình, có kế hoạch kính mời tất cả các thầy cô đã từng công tác tại trường về. Chúng em sẽ đón thầy Khai và các thầy cô ở Hà Nội, các thầy cô các tỉnh thành khác và các thầy cô về hội trường nhân dịp 70 năm năm thứ 70 năm trường, và cũng trân trọng kính mời các anh các chị của khóa chúng ta cũng các khóa về chung vui với hội trường nhân dịp năm thứ 70 năm trường. Và báo cáo với các thầy cô anh chị là gần 70 năm xây dựng phát triển thì trường Nông Thôn Phả đào tạo như chúng em tính ấy, là xấp xỉ là 40.000 học sinh tốt nghiệp tại trường ta. Thì rất nhiều anh chị cũng thành đạt, đã tham gia từ những cái công tác và thành từ trung ương địa phương. Thì khóa chúng ta có anh Vũ Bình, anh Nguyễn Văn Nhân, anh Vũ Bình là hai đồng chí cán bộ lãnh đạo thành phố, và có cũng nhiều anh chị là tham vào ngành giáo dục. Ở đây thì em được gặp thầy giáo Lê Tiến Hùng. Báo cáo anh chị là thầy Lê Tiến Hùng là chủ nhiệm của em năm lớp 8, lớp 8 và 2 khi em vào trường. Em kính chào thầy. Vâng, thì 40.000 các anh chị học sinh của chúng ta ra trường thì đều tham gia và đều là những thành viên đóng góp tích cực trong các cái trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và có rất là nhiều cái anh chị rất là thành danh như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, rồi là rất là nhiều đến là về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Và trường ta là một trường, báo cáo anh chị là một trường về mặt bề dày thành tích thì hiện nay đang đứng đầu tỉnh. Và tính về cái học tập ấy thì cũng là một trong trường đầu tiên trong tỉnh có học sinh giỏi quốc tế, và đặc biệt là trường có những cái đại kiện tướng cờ vua quốc tế, đại kiện tướng cờ quốc tế. Ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường, anh Nguyễn Dũng là con của cô Đũi, và con cô Nguyễn Thị Đũi, và anh và hiện nay thì cô Đũi có con gái đang dạy trường là cô Nguyễn Kim Nhung, cũng đang dạy ngữ văn ở trường. Nên báo cáo với các anh chị thầy cô, và trường ta thì một trong trường mà rất là sớm và đầy đủ cái bộ huân chương lao động hạng 3 là năm 1979, khi mà em đang học tại trường thì được vinh dự đón huân chương lao động hạng 3, đến huân chương lao động hạng 2 năm 1989 và huân chương lao động hạng nhất là năm 1995. Và trường ta cũng là trường hiện nay trên tỉnh là đã có hai huân chương độc lập, đó là huân chương độc lập hạng
3 năm 2005. Và khi em mới về trường thì năm 2019 là trường ta được đón nhận huân chương độc lập hạng nhì. Thì hiện nay báo cáo với thầy cô anh chị là trường đang phấn đấu để 10 năm sau đến khoảng năm 2000, tức là cái huân chương lao động với các cái huân chương thì phải 10 năm mới xét lại một lần. Thì cũng nhà trường phấn đấu để năm 2029 hoặc 2030 nhân dịp kỷ niệm năm thứ 75 thành lập trường, 75 năm thành lập trường thì sẽ được nhận huân chương độc lập hạng nhất. Và đặc biệt là cụm trường duy nhất trong trên tỉnh có cái danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Trường chúng ta được đón nhận vào năm 2015 nhân dịp kỷ niệm năm thứ 60 thành lập trường. Và chúng ta nhiệt liệt lắm. Báo cáo với anh chị hiện nay thì nhà trường năm học 2023-2024 thì nhà trường có 34 lớp với 1.526 học sinh. Thì trong những khoảng hơn 10 năm trước thì trường cứ giữ cái quy mô phát triển là khoảng 11 lớp. Đến năm vừa rồi thì khi mà được tỉnh và thành phố xây dựng cái môi trường mới khang trang thì cái chỉ tiêu tuyển sinh, cái chỉ tiêu đầu vào cũng được tỉnh quan tâm cho nhích dần lên. Thì năm ngoái là được tuyển 11 và 12 lớp 10, thì năm nay là tỉnh cho tuyển 13 lớp 10. Thì sẽ xa đến vào năm học năm tới đây, năm 24-25 trường sẽ có quy mô là 36 lớp. Và sang năm tiếp tục là cứ tỉnh đã có cái dự kiến phát triển là trường ta khoảng 39-40 lớp từ nay cho đến năm học 2025-2026 là quy mô trường phát triển cứ tăng dần như vậy, giữ quy mô khoảng 39-40 lớp trong một thời gian dài dài. Được tỉnh thành phố xây dựng thì báo cáo anh chị là năm 2022 thì trường tất cả các cái gọi là cái hạng mục cũ được phá dỡ và xây dựng như cái cơ ngơi hiện nay thì có hơn 40 phòng học và có 17 phòng thực hành bộ môn, có tất cả những cái cơ sở như là phục vụ hỗ trợ giáo dục đào tạo là tương đối đầy đủ. Có cái nhà trường, có cái nhà đa năng thì ở phía dưới tầng 1 là có cái bể bơi 4 mùa. Tầng 2 thì hiện nay là nhà trường kẻ một số sân cầu lông, có 3 sân cầu lông rất là rộng rãi. Thì buổi chiều là cũng các anh các chị ở quanh đây thì cũng đến chơi thể thao và tận dụng cơ sở vật chất nhà trường. Và hiện nay thì có một số hạng mục cũng trong thời gian tới sẽ hoàn thành. Đó là cái sân thể thao ở phía đông của nhà trường, trên nền cũ là phường Ủy ban nhân phường Cẩm Thành và ngân hàng BIDB họ đã đi rồi. Thì hiện nay là nhà trường, tức là cái ban quản lý dự án và các nhà thầu cũng đã sang và đang chờ đổ thải, sau đó thì sẽ xây dựng cái sân thể thao ở vị trí đấy. Thì khi sân thể thao hoàn thành thì nhà trường cũng cơ sở vật chất cơ bản hoàn thành. Và đây là một, các đồng chí lãnh đạo của ngành ấy cũng đi rất nhiều trường thì vẫn khen là cái sự đồng bộ và cái mà nhìn gọi là cái rất là đẹp đấy, thì vẫn đánh giá trường phải là nhất. Mặc dù trong cái năm 2-3 năm vừa rồi đấy thì tỉnh cũng đầu tư xây dựng mỗi huyện thị thành phố trực thuộc tỉnh là một cái ngôi trường thực sự là hiện đại để đào tạo chất lượng cao. Thì trường Hòn Gai cũng được xây dựng, trường Hòn Gai đấy thì họ xây dựng cơ bản giữ lại một số cái hạng mục và chỉ tôn tạo thêm, và còn một số trường cũng xây mới nhưng mà cái khuôn viên, cái vị trí địa lý vân vân đấy, thì hiện nay đẹp nhất vẫn là trường Trung Thường Phải. Thì báo cáo anh chị là em là mình gọi là mình rất là may mắn và hạnh phúc khi mà trong đúng vào cái giai đoạn là trường được xây dựng mới. Báo cáo với thầy cô anh chị là về chất lượng giáo dục đào tạo ở trường thì trong nhiều năm gần đây thì trường ta luôn luôn là đứng ở top đầu của tỉnh. Thì rất nhiều năm là chúng ta đứng vượt, tức là chúng ta chỉ đứng sau trường chuyên Hạ Long về cái điểm trung bình tốt nghiệp, về cái
cái tỷ lệ và cái chất lượng học sinh giỏi. Thì năm mấy năm trước ấy, thì trường mấy tức là khoảng 3 năm trước, khi mà cái đội tuyển học sinh giỏi và cái rất đông, cứ 20 em ở đội tuyển, thì trường ta cứ khoảng 98 đến 100, hơn 100 học sinh giỏi cấp tỉnh. Và năm như năm nay, tức là khoảng 2 năm gần đây, thì mỗi đội tuyển học sinh giỏi chúng ta chỉ cho 12 thôi, không cho hơn. Đấy, thì trường vẫn giữ được cái chất lượng đứng hàng đầu của tỉnh. Thì năm học 2023-2024 là kỳ thi chọn trường cấp tỉnh, thì trường có 64 giải, thì trong đó có những cái giải mà trong đó ta có 6 giải nhất, những cái giải mà những cái trường đứng ở top đầu của tỉnh, top đầu của các huyện thị xã họ rất mơ ước, ví dụ giải cả toán, giải vật lý thì trường ta có giải nhất, hoặc là một số giải về cái môn khoa học cơ bản ấy, thì các trường khác thì họ có thể họ các trường khác ấy thì họ các những cái bộ môn ngoại ngữ, bộ môn một số bộ môn khoa học xã hội thì các trường có những cái gọi là có những cái giải trên chúng ta, nhưng mà đã là số khoa học cơ bản, kể cả môn ngoại ngữ thì trường ta cũng vẫn được đánh giá là một trong những trường mà đứng top đầu. Và các cán bộ cốt cán của nhà trường, các thầy cô của chúng ta đấy, tuy rất trẻ nhưng đã là trong một trong những cái sở đánh giá là đội ngũ cốt cán của ngành. Thì cũng tiếp tục với cái truyền thống của nhà trường, thì hiện nay là chúng em đang tiếp tục duy trì phấn đấu để sao cho trường luôn luôn là trường giữ vị thế đứng đầu của tỉnh. Thì hiện nay là giai đoạn này thì chúng em tỉnh đang tập trung vào chấm thi lớp 10. Đến khoảng 14 tháng 6 là xong cái chấm thi lớp 10. Thì chúng em hiện nay thì nhà trường vẫn đang tiếp tục ôn cho các bạn lớp 12, các em học sinh lớp 12. Và đến ngày 27-28 sẽ là theo cái lịch thi của Bộ Giáo dục Đào tạo thì sẽ thi khối 12, sẽ thi tốt nghiệp. Và trên cơ sở các cái điểm tốt nghiệp sẽ lựa chọn tuyển sinh vào trường đại học và cao đẳng. Thì chúng em cũng đang phấn đấu để sao cho trường tiếp tục là giữ vững kết quả của nhà trường, là tiếp tục xứng đáng với những cái thế hệ các thầy cô giáo, các anh chị đã đóng góp để vun đắp lên thành tích của nhà trường. Thì hôm nay rất vinh dự là được dự hội khóa 50 năm ra trường của các anh chị. Thì một lần nữa em thay mặt các thầy cô nhà trường rất là mong muốn nhân dịp tới trường kỷ niệm 70 năm thành lập trường thì được đón các thầy cô, các anh chị về chung vui với ngày hội của nhà trường. Thay mặt các thầy cô nhà trường, một nữa xin kính chúc sức khỏe của các thầy, các cô, các anh chị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và luôn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, và cũng luôn hướng về trường Trung học cơ sở Cẩm Phả, mái trường thân yêu, ngôi nhà chung của các thế hệ thầy trò, của các thế hệ sinh đã đang học tập tại trường Cẩm Phả. Em xin chân cảm ơn. Thay mặt các thầy cô giáo, các thế hệ sinh của nhà trường hiện nay, em xin tặng các thầy cô, các chị lãng hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm và sự chia biết ơn các thầy cô và các chị đã vun đắp lên truyền thống của nhà trường. Xin thay mặt cho tất cả các tiểu học sinh khóa 12 xin trân trọng cảm ơn thầy hiệu trưởng và bài phát biểu của thầy làm chúng tôi rất lấy làm tự hào và vinh dự về cái truyền thống, bề dày truyền thống cũng như thành tích của trường
sau khi mà anh em chúng tôi cũng đã ra trường thì trường đã tiếp tục phát huy được cái truyền thống thi đua dạy tốt học tốt để đạt những cái thành tích rất là cao và đứng đầu ở trong ngành giáo dục của tỉnh Quảng Ninh. Một lần nữa xin kính chúc thầy và nhà trường luôn có sức khỏe và tiếp tục đạt những thành tích cao để chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Và cũng xin được tiếp nhận cái lời mời của thầy hiệu trưởng để cho có cái dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường, anh em cũng học sinh sẽ có mặt để cùng chung vui và chào mừng 70 năm thành lập trường. Cảm ơn. Tiếp theo đây thì chúng em rất là trân trọng muốn được nghe lời tâm sự của thầy Nguyễn Xuân Khai, thầy từ xa về và gặp lại những cái trò cũ, thì chúng em cũng có cái cơ hội để được gặp thầy ngày hôm nay. Xin chân trọng kính mời thầy lên bục danh dự và thầy có đôi lời tâm sự với lại tất cả khóa. Xin cái trọng mời. Kính thưa thầy Trần Mạnh Thắng, hiệu trưởng trường cấp 3 thành phố Ngọc Hạng, kính thưa các giáo viên học sinh và toàn bộ những người có mặt trong ngày hội vui vẻ của lớp của khối 10 của chúng khối 10 của năm 12 trường cấp 3 Ngọc Hạng. Thưa các đồng chí và các bạn, tôi thì là từ khi mà các em vào học năm mới, vào học cấp 3 cấp 3 thì tôi cũng là người giáo viên cùng lúc ấy còn tại trường cấp 3 cấp 3. Một kỷ niệm không bao giờ quên được là trường cấp 3 cấp 3 cùng với tôi đã cùng nhau làm việc học tập và sống trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, như các em đã vượt qua gian khổ để thành đạt trong ngày hôm nay. Và ngày vinh dự nhất là tôi được dự cái hội khóa của chúng ta, của cựu học sinh của chúng ta khóa 12, và trong ngày hôm qua thì tôi được dự của lớp 12, hôm nay thì tôi lớp 2A, hôm nay tôi được dự là của khối 12 gồm có 3 lớp 10 thời gian đấy. Thì lời đầu tiên tôi rất vui mừng chúc tất cả các đồng chí, các bạn, các thầy cô và những người đồng nghiệp mà có mặt trong ngày hôm nay để dự ngày lễ vui vẻ. Và từ hôm qua đến hôm nay thì tôi rất vui mừng, tôi và cô vợ nhà tôi á, thì nhà tôi cũng là học ở Bắc Kinh về, cũng làm ở nhà máy Đào Hoa và làm cái cờ của đỏ sao vàng trên mộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm một Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì là một trong hai người làm cái cờ đấy. Nó có tỏ sáng ra, cũng với tôi vượt qua những chặng đường khó khăn để trong cái thời gian làm việc cũng có cái đóng góp rất đầy đủ để nói về tôi. Và tôi rất quý là trong ngày hôm qua và hôm nay, hai ngày chúng ta tổ chức cái lễ là hội khóa, hội ngộ và tri ân của 50 năm của của 50 năm của khối 10, gồm có 10A, 10B và 10C, các em tạo mọi điều kiện và cái chương trình làm việc rất hợp lý, vừa tình cảm, vừa nội dung và tất cả mọi thứ mà ở đây tại hiệu trưởng cũng như các đồng chí lãnh đạo của khối đã nêu lên thì tôi cũng nhắc lại. Nhưng mà những kỷ niệm mà chúng tôi không quên được có mấy kỷ niệm thế này. Cái nhất là trong cái thời kỳ phát triển của trường của ta khi ấy là ta phải một lúc học nhưng mà phải chống mình xâm lược, hai năm vất vả, ba năm rất vất vả, và các con ta học ở trên núi theo Mỹ, nhưng mà mọi sinh hoạt ta lại phải về ở hậu phương của ta là ở ngay thị trạng của bà, và thì các em đi lại khó khăn, thầy giáo cũng rèo dọc lạc Mỹ, đêm nằm thì hoảng kêu ầm tối cả, nếu ai mà không giỏi là không thể ngủ được. Thế trong công giai đoạn đấy thì cũng rất là thương các em.
vừa cố gắng học các phần khó khăn, vừa là tích cực học tập, vừa là đoàn kết vui vẻ và phấn đấu. Đội ngũ giáo viên thì vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được sở được bộ giao cho. Thì là đấy là kỷ niệm mà không bao giờ quên được. Và chẳng đường đấy là chẳng đường mà rồi ngồi lần nhắc lại thì tất cả giáo viên và các em cũng như toàn bộ người mà tham gia thì ta ghi nhận trong cái lịch sử nó đẹp của ta. Nhưng mà ngày hai là cái thành phố của trường cấp ba cấp ba thì ta thấy đêm rồi cho ta có mấy cái điểm cơ bản như thế này là ta đã đạt những phần đấu trong nhà trường trong giai đoạn rất gian khổ như thế, nhưng đã phần đấu là nhà trường thực ra là nhà trường anh hùng của trường là có huân chương của lao động, rồi là có học sinh học giỏi không những học giỏi trong nước mà học tập quốc tế, và có những cái em học sinh mà không mình không những mà đây ra mà có một cái khóa học sinh giỏi là khóa mà bây giờ có thầy đang làm hiệu trưởng của trường trường mầm non của trên Hà Nội đấy, thì là ta đã có những cái giỏi như thế rồi. Mà về Cẩm Phả thì là nói chung rất là tình cảm, rất là thông minh và làm mọi việc đều là rất sắc tạo cái không khí làm việc mà tôi cảm thấy rất là quý trong thời gian đấy. Thế còn về những cái phần mà để nói lại cho nó vui vẻ thì những cái chương trình, những cái nội dung đấy thì mình rất là ghi nhận. Và mỗi lần về Cẩm Phả thì hôm nay thì có tôi về nhà tôi, tức là thầy cô cũng tình cảm tốt rồi mày mày tăng lớp tập khóa của ta các thầy cô thì tôi ăn nhiều bạn câu để nhớ lại những kỷ niệm của ba của tôi. Ta vừa được nghe thầy Nguyễn Xuân Khai có đôi lời tâm sự về cái đặc biệt là cái thời gian thầy nhớ ở hồi nước Mỹ. Đấy là những cái kỷ niệm trong cái cuộc đời đi dạy học mà nó có cái những cái vào cái lúc hoàn cảnh nó đặc biệt khó khăn thì cái tình thầy trò càng thêm thắm thiết bao dung cái độ lượng cái yêu thương đồng học. Một lần nữa xin chúng em xin được xin cảm ơn thầy. Chúc thầy cô luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc. Tiếp theo chương trình thì hôm nay là ngày hội ngộ của khóa chúng ta. Sau khi thầy tâm sự thì cũng muốn được nghe các lớp, đại diện của các lớp cũng có đôi lời tâm sự. Xin mời đại diện của lớp 10A, cứ theo lớp A trước, về C các bạn chuẩn bị. Trân trọng mời đại diện lớp 10A. Trong khi bạn Nguyễn Bình, lớp trưởng lớp 10A đang chuẩn bị thì mời lớp 10B để chúng ta tranh thủ thời gian. Đại diện của lớp 10B xin mời bạn. Bạn Phiếu, Nguyễn Thị Phiếu, Phạm Thị Phiếu. Mình là Nguyễn Bình Kiện. Mình nhớ tem Phiếu đây là gì? Thưa các vị khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn yêu mến. Hôm nay trong bầu không khí ngập tràn niềm vui, ngập tràn hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười của ngày hội khóa kỷ niệm 50 năm ngày hội ngộ tri ân 71-74. Lời đầu tiên xin kính chúc các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn, tôi vô cùng xúc động khi được đại diện cho tất cả các bạn cựu học sinh lớp 10B khóa 71-74 lên phát biểu những tình cảm suy nghĩ của mình trong hội khóa kỷ niệm 50 năm ngày hội ngộ tri ân.
tôi hy vọng rằng những gì mà tôi tâm sự ở đây cũng là cảm nghĩ chung của tất cả các bạn, cho dù có thể chưa được hay, chưa được đầy đủ, chưa thể hiện được hết tình cảm kỷ niệm thời học sinh, nhưng chắc chắn rằng đó là những suy nghĩ chân thành nhất từ tận đáy lòng tôi. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn, thấm thoát 50 năm trôi qua, đúng nửa thế kỷ, đó là một khoảng thời gian rất dài nhưng có vẻ lại như trôi thật nhanh. Đó như một thước phim quay chậm chậm, hình ảnh hiện ra đầu tiên đó là thầy chủ nhiệm lớp 10B yêu quý. Mặc dù thầy đã đi xa, nhưng tấm lòng của thầy luôn sáng mãi giữa bầu trời đêm, luôn rực rỡ như ánh mặt trời, luôn là nhịp cầu của chúng ta tiếp nhận thế giới này thật là tươi đẹp. Kiến thức thầy trao tặng được ví như dòng sông chảy lặng vượt xa. Nhớ lắm, như hình ảnh của thầy dạy văn, với giọng nói thánh thót, lúc trầm lúc bồng. Đặc biệt, thầy phân tích nhân vật Mã Giáng Sinh trong truyện Mã Giáng Sinh Kiều. Nhà băng đưa mối rước vào lầu trao, ghế trên ngồi tóc sộn sàng. Không những thầy dùng ngôn ngữ nói mà thầy còn bằng hành động, cả lớp giật mình nhưng vẫn im phăng phắc. Nhớ lắm, nhớ thầy dạy sử, với giọng nói sang sảng, thầy miêu tả trận đánh trên đồi A1 giữa ta và địch, tranh chấp nhau từng tấc đất, ta bắn tỉa địch băng cầm mình cầm dài. Nhớ lắm, nhớ thầy dạy hóa, thầy là người rất nghiêm khắc, học sinh không thuộc bài thôi rồi đứng như trời trồng trên bảng và mồ hôi lấm tấm sau lưng. Rồi đến cô dạy địa, cô thật trắng thật xinh, cô không những dạy học sinh kiến thức mà cô còn dạy cách đứng yên xử thế, nhất là các bạn nữ phải duyên dáng thùy mị nết na, đấy mới chính là phẩm chất của người phụ nữ Á Đông. Đến tiết học của cô, không bạn nữ nào dám buộc cúng tóc sau gáy mặc dù trời nóng bức. Và đặc biệt thầy hiệu trưởng, với giọng nói ấm áp truyền cảm đi sâu vào lòng người, mỗi lời của thầy là nguồn động viên khích lệ và đong đầy yêu thương dành cho học sinh. Với thời gian có hạn, chúng em không thể kể hết được công lao dạy dỗ kiến thức như trời biển của các thầy cô. Chúng em chỉ biết xin gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy giáo, cô giáo đã dìu dắt và nâng cánh ước mơ cho chúng em trong suốt những năm tháng học tập dưới mái trường cấp 3 Cẩm Phả thân yêu này. Còn đối với học sinh trong thời kỳ đó thì sao? Rất ngoan, rất hiền, nhưng rất tinh nghịch. Khi tổ trưởng kiểm tra bài tập đầu giờ, vẫn còn làm cho nhau quật khóc, vẫn chia bàn kéo ghế của nhau, vẫn có thể treo chiếc xe đạp của bạn lên trên mái hiên lớp, vẫn có thể vặn tai hồng của xe đạp của bạn nữ đạp về đến nhà thì bánh bị rời ra, vẫn nấp sau bụi cây để đáp sỏi vào đầu nhau trong con đường tới trường trong thời kỳ lớp học sơ tán trên đất Mỹ. Thấm thoát 3 năm học trôi qua, nhớ lắm, nhớ ngày chia tay, thầy cho cả lớp trao gửi nhau những dòng lưu bút. Một bạn nữ mà lớp trưởng được mệnh danh là hoa khôi của lớp đã viết tặng tôi một bài lưu bút bằng thơ với nét chữ như rồng bay phượng múa. Và một bạn nam viết một bài, một trang thật hay thật dài, cuối ký tên bạn gái. Rồi lớp 10B tổ chức liên hoan chia tay vào buổi tối, trên bàn ngập tràn hoa phượng và bánh kẹo. Đặc biệt lớp tôi được gọi là dân phố, nên có đĩa hát, có đài cắt xếp, làm các bạn lớp bên ai cũng phải ngước nhìn. Buổi tối hôm đó, chúng tôi muốn thời gian như dừng lại. Ôi, cái tuổi 18 đôi mươi sao mà yêu đến thế. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những kỷ niệm không thể nào quên. Ai cũng có những tủ cho mình những bài thơ hay, những câu chuyện dí dỏm, những bài hát ấn tượng. Riêng tôi rất thích một bài thơ tình hay nhất thế giới của tác giả Pushkin thế kỷ thứ 17. Ông được mệnh danh là Mặt Trời Thi Ca Nga. Bài thơ thấm đượm một nỗi buồn của một mối tình vô vọng, nhưng lại là nỗi buồn trong sáng, tâm hồn yêu đương chân thành, mãnh liệt, nhân hậu và vị tha với nhan đề Tôi Yêu Em. Tôi yêu em đến ngay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bật lòng thêm nữa, hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rẻ khi hợp vực lòng em. Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm, cầu em được người tình như tôi đã yêu em. Và để thay cho lời kết, xin kính chúc các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn, tất cả chúng ta hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển trào,
để thấy bờ, những dòng hãy sống những ước vọng để thấy đời mênh mông. Xin trân trọng cảm ơn đại tài. Các bạn thấy thế nào? Cũng xôn xao đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bạn Phiếu. Bạn đã làm cho tất cả những trái tim đây cũng là thổn thức đấy. Thưa các thầy cô, thưa các bạn, trong chúng ta thì đa số là được may mắn học đến hết lớp 10. Những khó, những bạn đã nghe tiếng gọi của Tổ quốc, gác bút sách, lên đường cầm súng, đi đánh Mỹ, đến hòa bình, lập lại, rời quân ngũ, phát huy truyền thống, bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, lại tiếp tục học tập, phấn đấu, vươn lên, khẳng định mình, và đã giữ những chức vụ trọng trách trong cơ quan, nhà nước. Ở đây tôi xin muốn giới thiệu và mời bạn Nguyễn Đình Đức. Anh tham gia bộ đội vào năm 1972, nguyên là học cựu học sinh lớp 8C, trường cấp 3 Cẩm Phả. Xin mời anh Nguyễn Đình Đức có đôi lời tâm sự. Kính thưa thầy hiệu trưởng, kính thưa thầy chủ nhiệm của cái khóa 72-74, kính thưa toàn thể các bạn, phải nói tôi rất xúc động đến đây là gặp lại các bạn cũ thời buổi đầu, và rất nhiều bạn đã trưởng thành và rất nhiều bạn còn đang mạnh khỏe vui tươi. Đây là vừa là tình cảm, vừa là những cái mơ ước của một đời con người. Nhưng cũng phải nói thế này này, báo cáo thầy Thắng thế này, những cái năm chiến tranh ác liệt thì các thầy các cô biết rồi, nhưng cụ thể trường cấp 3 này thì chúng tôi với những cái lớp 8, 9, 10 khám bộ đội rất đông, và rất nhiều người trốn nhà trốn thầy đi khám. Báo cáo thầy Thắng thế, và tôi cũng ở trong cái số đó. Lúc đó tôi là lớp trưởng lớp C và bí thư chi đoàn, nhưng khi đi khám thì không ai biết. Và chúng tôi cũng vinh dự như thế này, để nói sơ lược thôi, là năm ấy chúng tôi đi vinh dự ở một cái điều này này, đi hàng trăm người, nhưng khi đọc tên ấy, có 18 học sinh của trường cấp 3 Cẩm Phả là lính đặc công, lính đặc biệt. Đây là một cái điểm vinh dự tự hào của anh em chúng tôi, trong đó có tôi. Và những năm tới đây, năm 74 và năm 75 chuẩn bị giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ấy, là tôi những năm này, những ngày này đang ở cái tập đoàn quân là ở Tây Nam Bộ, và chuẩn bị được nhiệm vụ đã chuẩn bị rất công vào quân cảng Yết Kiêu Cần Thơ. Như thế là những năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng bộ đội, ở đây còn rất nhiều các đồng chí khác, ví dụ như anh Nhân, anh Sô, rồi có cả anh Cẩm bây giờ mất rồi đấy, và rất nhiều bạn khác nữa. Thì Khoa nghe cái bài diễn văn của các anh ban liên lạc, ban tổ chức ấy, thì tôi cũng rất xúc động, bởi vì tuy là gọn nhưng mà nói được đầy đủ. Nhưng ở đây thì khi mà đến đây thì do thời gian quá hạn, cho nên thì tôi cũng muốn tâm sự một đôi điều. Nhưng đôi lúc ấy thì cái tâm sự này nó không phải là cái gì nó to tát, nó ghê gớm, nhưng nó chính là ở cái tấm lòng. Thì tôi xin trao gửi đó bằng một cái khổ như thế này, vẹn nguyên. Cùng trang lứa thủa ngây ngô, sân trường đầy ấp lá khô khẽ khàng, thu sang vắng bóng mơ màng, phượng hồng cháy bỏng lỡ làng bay bay. Ước mơ ai giấu trên cây, không gian én lượn trao mây ngang trời. Chiến tranh mỗi đứa mỗi nơi, hòa bình xây dựng 70 bên thềm.
50 năm một chặng đường trung học, chặng đường dài khó nhọc, chuyên chuyên, chuyện đời, việc đạo, thuận thiên, bây giờ ngoảnh lại, lão điên, ông bà. Dẫu biết ai cũng sẽ già, hôm nay hội khóa chúc đà nhân duyên. Kính thầy cô, chúc bạn hiền, hân hoan trao gửi nỗi niềm sẻ chia. Chúc mọi người đoàn viên thuận lợi, sống an nhiên, thanh thản, tuổi chiều tà. Cầm phà trường lớp thân thương, Quảng Ninh đất mỏ vẫn vương tuổi hồng. Bao suối vẫn chảy về sông, lá trôi về cội bâng khuâng một đời. Cùng chan lứa nhớ một thời, sân trường đầy ấp tiếng cười vẹn nguyện. Xin chân thành cảm ơn. Chúc hội khóa ta thành công, chúc các thầy cô và các bạn luôn mạnh khỏe, an yên và thuận lợi. Xin trân trọng cảm ơn. Bạn Nguyễn Đình Đức, nguyên là lớp trưởng lớp 8C và nhập ngũ năm 1972, lúc giai đoạn chiến tranh rất là ác liệt ở phía Nam. Thì bạn đã sau đến năm 1977 giao quân công tác về công tác ở ngành than, rồi là học tập phấn đấu trước khi nghỉ hưu. Thì bạn là phó bí thư thường trực đảng ủy than, đảng ủy tập đoàn than khoáng sản Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn, bài thơ rất hay. Và bây giờ thì thưa các thầy cô và các bạn, hôm nay về hội trường trong cái ngôi trường rất là khang trang, có như là cũng có chút quà để tri ân và cũng là cúng chúc, người ta gọi là cúng chúc tân gia, thì mình là chúc tân trường một ngôi nhà mới, và có món quà gửi tới nhà trường, làm sao mà có cái phần đóng góp nhỏ nhỏ để tiếp tục nhà trường được hoàn thiện các cái cơ sở vật chất của mình. Sau đây tôi xin trân trọng mời đại lớp trưởng của ba lớp, các bạn trong ban liên lạc của khối cùng lên sân khấu. Mời các bạn. Mời lớp trưởng lớp 10A, lớp trưởng lớp 10B và lớp 10C cùng các bạn trong ban liên lạc lên sân khấu. Sau đây chúng em xin trân trọng kính mời thầy cô Nguyễn Xuân Khai lên bục danh dự, và trân trọng mời thầy hiệu trưởng cùng lên đạn để chúng em đã. Sau nửa ngày tổ chức trang trọng, nồng ấm vui vẻ, thắm tình thầy trò và bạn hữu,
hội khóa kỷ niệm 50 năm hội ngộ và tri ân của cựu học sinh khóa 12 năm 1971-1974 đã thành công tốt đẹp. Hội khóa 50 năm của chúng ta thực sự đã trở thành ngày hội để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay. Tại buổi hội khóa, chúng ta được đón nhận tình cảm nồng hậu, chân thành của thầy hiệu trưởng đương nhiệm cùng các thầy cô trong ban giám hiệu đã tạo điều kiện tốt nhất để chúng ta tổ chức hội khóa. Được nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, chúng ta thêm vững tin vào sự phát triển về tương lai tươi sáng của trường. Yên tâm rằng thế hệ con cháu chúng ta sẽ được học tập trong ngôi trường có bề dày truyền thống, dạy tốt và học tốt. Thật xúc động và vô cùng biết ơn thầy Nguyễn Xuân Khai, dù tuổi cao, đường xa, thầy vẫn về gặp gỡ những trò cũ đã nửa thế kỷ mà thầy Tường dạy bảo, giảng dạy. Thầy là người duy nhất còn trong ba thầy chủ nhiệm khối người của chúng ta. Chúng ta đã được nghe bạn Hoàng Quốc Bình thay mặt ban liên lạc đọc diễn văn kỷ niệm, được nghe các bạn tâm sự, trong lòng thấy như tái hiện những ngày cách đây 50 năm trước, chúng ta bước vào học dưới mái trường thân yêu, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, trong đạn bom, trong gian khó, càng tôi luyện chúng ta bản lĩnh hơn, kiên cường hơn, và tình thầy trò và tình bạn càng gắn bó, yêu thương hơn. Kính thưa thầy cô, thưa toàn thể các bạn, trong quá trình tổ chức chắc không tránh khỏi được những khiếm khuyết chưa thật sự thỏa mãn mong muốn của mọi người. Thay mặt ban liên lạc, tôi xin thành thật mong mọi người cảm thông sâu sắc. Xin trân trọng cảm ơn ban giám hiệu, nhân viên nhà trường đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho khóa. Xin cảm ơn các thành viên ban liên lạc đã cùng chung tay sát cánh chuẩn bị chu đáo cho hội khóa. Xin cảm ơn các mạnh thường quân và toàn thể các bạn ủng hộ tinh thần và vật chất để hội khóa 12 kỷ niệm 50 năm thành công tốt đẹp. Xin kính chúc các thầy cô giáo, các bạn cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Tôi xin bế mạc hội khóa tại đây. Hẹn gặp lại lần thứ 55 năm. Và bây giờ xin kính mời thầy cô và các bạn cùng chụp ảnh lưu niệm. Sau đó chúng ta cùng về dự tiệc trưa tại nhà hàng Hảo Thành Plaza 2, đường Thanh Niên. Xin trân trọng cảm ơn. Các bạn có thể chụp ảnh tại đây không ạ? Hàng ghế đá xanh tàn cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân về. Bản thân hỡi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng nơi tháp chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhẹ, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa, đang nghe thời gian thoái đưa, nghe bâng khuâng trong ta một thời tìm bước người xưa, ước mơ giờ còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai dần hờn. Ở đây bây giờ là đến phần tiệc trưa, là phần tiệc mừng chương trình kỷ niệm của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Và bữa trưa hôm nay thì chúng ta cùng giao lưu sau phần khai tiệc, thì giờ chúng ta dừng tiệc và tiếp tục cả các phần giao lưu văn nghệ. Thì các bạn cứ đăng ký và sau đó chúng tôi sẽ cùng bạn chỗ máy thiết bị âm thanh sẽ phục vụ các bạn tiếp theo. Và bây giờ xin mời bạn Quảng, bạn điều hành cho vụ khai tiệc ngày hôm nay. Bạn Nguyễn Văn Quảng xin mời. Mời các bạn rót rượu bia ra ly để chúng ta cùng nâng cốc nhạc. Các bạn yêu quý, đứng ở thế này nhìn xuống khuôn mặt thân yêu 50 năm trước ấy về như một cuốn phim, như là bạn Hiếu nói là cuốn phim chậm chậm quay về, nhìn thấy các bạn cả kỷ niệm ngày xưa nó lại như là mỗi ngày, như là ngày hôm qua hội ngộ và tri ân.
đấy là chủ đề chính của cái cuộc gặp ngày hôm nay. Đấy. Bây giờ là cái phần tên mặt, xin đề nghị tất cả chúng ta cùng nâng cốc, và nếu có bản nhạc thì bật cho bài hát cái gì nhỉ? Nâng cốc nước của Nga. Bắt đầu nào. Xin mời các bạn nâng cốc nào. Hai ba. Được cùng đồng chí tưng bừng hôm vào ngày lễ huy hoàng, cùng mừng cùng hát nên lời ca, nhớ tới phút xưa em đêm sống bên nhau xây cuộc đời, hát lên cho khắc sâu đại lòng. Được cùng đồng chí tưng bừng hôm vào ngày lễ huy hoàng, cùng mừng cùng hát.
Tình đầu có ấm môi hôn ai khi đêm về.
mình xin chúc tất cả các bạn và gia đình có một sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc. Chúc các thầy các cô cũng luôn nhiều sức khỏe và nhớ mãi những kỷ niệm cùng với học trò khóa 12 năm 71-74. Xin tặng. Mình là Trần Thị Tuyết Mai, lớp trưởng lớp 10C, khóa học 12 1971-1974. Hôm nay về hội khóa kỷ niệm 50 năm hội ngộ và tri ân. Mình và chắc các bạn cũng thế, ai lấy đều rất sung sướng, vui mừng, phấn khởi. Nhìn thấy trường mới đổi mới, rồi thấy các bạn mặc dù đã đến tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn rất là yêu đời và mạnh khỏe, thể hiện qua những màn đồng diễn, qua những tiết mục văn nghệ. Gặp được thầy giáo, được các bạn, mình rất là vui sướng. Mong rằng các bạn khỏe và lần sau sẽ có nhiều buổi hội khóa đông vui như thế này. Cảm tưởng của các cô trong ngày hôm nay dâng trào cảm xúc, rất xúc động. Và cô đã gặp lại được bạn bè sau 50 năm. Có người tận sau 50 năm bây giờ mới gặp lại nhau. Vì là các bạn đi rất xa, không thể có thời điều kiện để gặp được. Đấy, đấy là một cái cảm xúc đầu tiên. Và hôm nay thì về gặp nhau ở đây là các cô nghĩ lại một cái thời sách đến trường, thì cái điều đấy là cái điều mà một dấu ấn không bao giờ có thể. Hai câu tuyệt vời thôi chứ các cô chưa biết nói gì. Cô nói là vui. Chắc là sau 50 năm gặp lại thì cả các bạn xa gần đều về, cho nên là các cô rất là vui, rất là xúc động và cũng mong muốn là tất cả mọi người đều giữ được sức khỏe để còn nhiều lần gặp nhau nữa. Hôm nay rất tuyệt vời và tuyệt vời. Cảm ơn các cháu đã giúp cho chúng cô, các cô có cuộc hội ngộ thành công tốt đẹp là nhờ công rất lớn của các cháu. Cô rất cảm ơn các cháu. Và cô thấy là rất là năm nay các cô kỷ niệm 50 năm rất là một cái cảm xúc bồi hồi, xúc động và tràn ngập những yêu thương, tình cảm của mọi người với bạn bè với nhau. Có những bạn thì đúng là 50 năm bây giờ mới được gặp lại. Thực ra là nếu mà cả khóa thì có những bạn là 50 năm nay bây giờ mới được gặp lại. Rất cảm ơn các cháu nhé. Một lần nữa cảm ơn các cháu. Vâng, cảm ơn các cháu. Hẹn các cháu lần sau sẽ gặp lại các cháu. Vâng, cảm ơn các cháu. Cảm thấy là rất thích thú. Vì coi là cái này là năm năm có một lần. Dạ, nên là tụ tập bạn bè thấy rất là đông vui. Vui nhất là bạn bè gặp nhau thôi, rồi ăn uống với nhau, rồi cùng nhau ca hát. Không muốn buổi này kéo dài hơn. Đó, nhiều người muốn kéo dài nhưng mà thời gian không có, phải cắt thôi. Là cái nào cũng phải đến hồi kết. Đây là cái chương trình hội khóa hôm nay của cựu học sinh khóa 12 năm 1971 năm 1974 đã thành công tốt đẹp. Trong cái sự thành công đó thì có cái sự đóng góp của Sương Media rất là quan trọng để tạo nên những cái hình ảnh đẹp và những cái khuôn hình, và đó là những cái gì để đấy là những cái món quà để ta làm những cái quà kỷ niệm cho tất cả các bạn, cho với nhà trường. Thay mặt cho ban liên lạc cũng như là tập thể học sinh khóa 12 năm 1971 năm 1974 trường phổ thông cấp 3 Cẩm Phả, cảm ơn sự hợp tác của Sương Media. Đấy, cảm ơn các bạn cộng tác viên đã có một cái kỳ tác nghiệp, mặc dù cái thời tiết nó không thuận lợi nhưng chúng ta đã cố gắng tạo mọi điều kiện để chúng ta hoàn thành được cái nội dung rất là quan trọng mà hai bên chúng ta hợp tác đã đề ra. Xin cảm ơn tất cả. Chào lắm.